Bị ẩn ý không có nhiều tiền, nhạc sĩ Huy Tuấn đáp trả, tiền không phải lúc nào cũng quyết định được. Nhạc sĩ Huy Tuấn có phản ứng cực gắt trên sóng truyền hình khi bị ẩn ý chuyện không có nhiều tiền. Bài hát hay nhất chính thức quay trở lại với phiên bản Big Song Big Bean với vu và điều mới mẻ, kịch tính. Không chỉ mang sản phẩm tới khán giả mà các thí sinh còn có thể được chốt đi ngay trên sân khấu Big Song Song Big Bean. Trong tập 1, nhạc sĩ Huy Tuấn và nhà đầu tư Nhật Khánh có màn tranh chấp nảy lửa để giành được chốt đi ca khúc thời này của ngắn. Nhạc sĩ Huy Tuấn mạnh dạn tuyên bố với nhà đầu tư Nhật Khánh, em mà mời anh trước là anh chốt đi đấy. Nhà đầu tư Nhật Khánh tuyên bố, anh không có cơ hội đâu tại vì em sống chết cũng phải đi với bạn này. Trong năm bạn hôm nay, có một mình bạn này mặc áo màu xanh, đây là áo thương hiệu của bên em nên em thích mà ngân hàng thì không có gì ngoài tiền. Nhạc sĩ Huy Tuấn thẳng thừng, vậy thì anh sẽ thể hiện cho em rằng là không chỉ có ngân hàng có tiền mà anh cũng có một ít tiền. Anh nhìn thế này thôi nhưng hip hop nó ngấm vào người anh từ lâu rồi. Những câu chuyện của các rapper rất hấp dẫn với anh. Nhạc sĩ Huy Tuấn quyết định đầu tư luôn 50 triệu Việt Nam đồng ca khúc của ngắn, đấu với ngân hàng thử xem. Nhà đầu tư Nhật Khánh tiếp tục tung chiêu đánh vào tâm lý thí sinh, tôi muốn cho bạn biết rằng những người ngân hàng không khô khan, có những người có trái tim nồng cháy. Nếu nhạc của bạn được những người chuyên môn đầu tư là chuyện bình thường, nhạc của bạn phải được những người không biết gì, nhưng cảm và thực sự muốn đi với bạn thì đáng hơn. Tôi thích phong cách của bạn, rất ngắn nhưng rất xúc tích. Nhà đầu tư tuyên bố, tôi quyết định đầu tư gấp đôi số tiền của anh Huy Tuấn đầu tư trước đó. Nhạc sĩ Huy Tuấn lên tiếng, không phải lúc nào tiền cũng quyết định được. Có thể ngân hàng là người đầu tư nhưng vấn đề là bài hát của em được sản xuất theo cách như thế nào để hiệu quả. Tuy nhiên, với hai deal cực xịn của hai nhà đầu tư nhưng ngắn chưa vội chốt deal.